Sotogo hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Dì Lạc Ngũ Tiểu Vạn Sự Như Ý Chất Liệu Gỗ Hương Ta. Tác phẩm cao 75, ngang 40 và sâu 26. Hàng liền khối đục ra tác phẩm rồi, nặng 22kg các bác nhé. Một tác phẩm hội tụ rất là nhiều các nét đẹp, đục rất kỹ và sắc nét và có rất là nhiều chi tiết thu hút. Hai tiểu đồng đang kéo dây vạn sự như ý. Di Lặc đứng trên một đống tiền và đứng trên một chùm tiền rất là to tròn. Các tiểu đồng xung quanh kéo dây tiền, ôm đĩnh vàng hoặc là vui đùa bên cụ Di Lặc rất là đẹp đúng không ạ? Một tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét. Các bác có thể nhìn thấy đầu của cụ Di Lặc được đục rất tròn trịa đúng không ạ? Khuôn mặt cười thì rất là tươi vui, bụng to tròn và rất là nhiều vân. Di Lặc hiện nay đang được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng để trưng bày ở trong nhà riêng, ở công ty, văn phòng làm việc hay là cửa hàng kinh doanh. Đặc biệt là Di Lặc không thể thiếu rồi ạ. Vì sao ạ? Vì Di Lặc chiêu tài chiêu lộc, đem đến may mắn, hạnh phúc và lúc nào cũng cầu cho gia chủ bình an. Ngoài ra thì Di Lặc khi đang ở trong sảnh quầy thu ngân thì giúp cho hút tiền tài và đem lại may mắn, xua đuổi khí xấu và đem lại khí tốt cho gia đình, cho cửa hàng công ty các bác nhé. Ngoài ra thì năm tiểu đồng xung quanh với ý nghĩa lúc nào cũng giúp cho gia đình sum họp hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười, con đàn cháu đống. Một tác phẩm đục rất kỹ đúng không ạ? Rất là nhiều tiền xung quanh cụ Di Lặc đem đến tiền tài cho gia đình nhà mình đấy ạ. Một tác phẩm đục rất kỹ như thế này thì các bác không thể bỏ lỡ các bác nhé, để bàn rất là đẹp luôn ạ. Tác phẩm Dì Lặc Ngũ Tiểu Vạn Sự Như Ý Chất Liệu Gỗ Hương Ta có mã là 558, có kích thước cao 75, ngang 40 và sâu 26. Hàng liền khối đục ra tác phẩm rồi, nặng 22kg. Các bác quan tâm đến tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ nghệ đẹp bề đềm các bác nhé. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đặc biệt là xem xong video các bác nhớ đăng ký kênh YouTube Sở Tự Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Phú Đa Đê bên đêm. Sau đây sẽ là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm mời các bác xem qua. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.